Chị Nguyễn, can you turn on your microphone? Hello, teacher. Okay, hello Minh Chiết. Nào, hôm trước có ra bài tập về nhà, các bạn đã làm được mấy bài rồi nhỉ? Bạn Minh Chiết đã quay video đọc các cái từ mới mình đã học hôm trước chưa? Con gửi rồi à, để cô check nào. Sorry nha, để cô check lên Facebook xem. Ủa, Facebook bị làm sao? Ủa? Bạn Đinh Nguyên ơi, bạn đã gửi bài lên Facebook chưa? Bố con biết gửi. Con nhờ bố hoặc mẹ con gửi cho. Nhưng mà bố mẹ con không gửi được. À, thế con bảo bố hoặc mẹ là gửi lên nhóm Facebook là Giang Túc nhá. Trường Anh Ngữ Giang Túc nè. Đây để cô xem màn hình nhá. Rồi cô Huế ơi, bạn Chiết có gửi bài đây rồi, có gửi qua Zalo cho thầy nhưng mà thầy chưa được tải lên. Hôm nay chỉ có hai bạn học thôi ha, lớp mình bắt đầu học đi. Dạ vâng ạ. Ok, cô kiểm tra bài cũ các bạn một chút nha. Bài hôm trước chúng ta đã học cái gì rồi nhỉ? Một bạn có thể nhắc lại cho cô được không? Can anyone tell me what did we learn in the last, in the previous lesson? Nào, bạn nào có thể nói cho cô biết hôm trước chúng ta đã học được những gì nào? Có ai giơ tay không? Hello teacher. My name. Ok, cô nhận được bài tập của bạn Minh Chiết rồi nhá. Thì trước hết thì cô sẽ sửa bài cho bạn Minh Chiết trước này. Em Vũ Minh Chờ. Này em Vũ Minh Chết. Hello teacher. Này em Vũ Minh Chết. Class 1D1. Okay, good. Đấy. Bạn Đình Nguyên có thấy bài của bạn Minh Chết không? Dạ có. Ok. Chúng ta cùng theo dõi nha, bạn Minh Chiết đọc có đúng không nhá? There is a chair, it's a crayon, it's a pencil, it's a notebook. Ok, good job. Cô rất hoan nghênh tinh thần học bài của bạn Minh Chiết nhá. Tuy nhiên thì có một số từ cô sẽ sửa lại phát âm cho bạn Minh Chiết này. Teacher.
Này nên Vũ Minh chết. Class one day one. Đấy, thì hôm sau mình giới thiệu lớp là mình sẽ nói là my class is 1D1. Đấy. Rồi, thứ nhất là chúng ta có is a desk, là cái bàn này. Bạn Minh Chiết đã đọc đúng rồi này. Đấy, bạn Minh Chiết có thể đọc lại từ này cho cô được không? À, từ này đọc là crayon. Crayon. Ok, crayon. Đấy, pencil. Very good. It's a notebook. Một lần nữa cô rất tuyên dương bạn Minh Chiết nhá. Thế bạn Đình Nguyên, bạn đã quay video chưa? Rồi hôm sau con quay video lại xong rồi con nhờ bố hoặc mẹ là đăng lên cái trang YouTube ở trường Anh ngữ. Trường Anh ngữ Giang Túc ở trên Facebook nhá. Rồi, thế bây giờ cô mời bạn Nguyên đọc lại các cái từ chúng ta đã học ở tiết trước cho cô nào. Bạn Minh Chiết đã gửi bài và về nhà. Học bài cũng rất tốt nhá. Cô mời bạn Nguyên nào. Ok, wait a minute. Can you see my screen? Nguyên ơi, con thấy màn hình của cô chưa? Được rồi. Ok, cô mời bạn Nguyên đọc bài cũ cho cô nào. What is this? Thế này chúng mình đọc là gì nhỉ? Bạn Nguyên ơi, mở mic lên trả lời cho cô nào. Con nói to lên, cô không nghe gì cả. Mình đọc là gì Nguyên nhỉ? Bạn Nguyên về nhà hình như là chưa ôn bài cũ nhá. Ok, it is a desk. Bạn Nguyên đọc lại nào. Desk. Desk. Okay. Next one. What is this? Pencil. No, pencil. 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 Okay. And what is this? Rồi cô mời bạn Chiết nào. What is this? Chiết ơi, con mở mic nói lại cho cô nhá, cô chưa nghe rõ. Ok, good job, share. Bạn Đinh Nguyên đọc lại cho cô nào. Yeah.
Cái này là đọc là gì con? Chair. 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 Okay. What is this? Cô mời bạn Nguyên. Notebook. Okay, notebook. Nào, bạn Đình Nguyên tập trung và đọc đọc rõ cho cô nào. Notebook. Nope. Okay, good job. Tiếp theo nè. What about this? Nguyên ơi. Con đọc to thành lời cho cô nào. Con đọc thành tiếng đi nào. Not pain. What is this? Not... Cô mời bạn Đình Chiết, à, bạn Minh Chiết giúp bạn Nguyên nào. Từ đây chúng ta đọc là gì Chiết nhỉ? Cái bút màu này chúng ta đọc là gì? Pencil. No, pencil là gì nhỉ? Vở. Không, oh, đây là pencil mà. Pencil là cái gì đây? Bút. Oh, good job, bút chì nhá. Còn đây là cái gì? Crayon. Okay, crayon. Rồi cô, bạn Đình Nguyên về nhà vẫn không học bài cũ đúng không? Hôm nay là cô hơi phê bình bạn Đình Nguyên nha. Hôm nào về con cũng không đọc lại bài cả. Học như thế thì mình không có tiến bộ được. Rồi, bây giờ cả lớp tắt mic cho cô nào. Listening. Và chú ý lên màn hình nhá. Listen. Cô sẽ mở lại cách đọc của các từ này một lần nữa và chúng mình sẽ qua bài mới. Enchant. And point. Các con tắt mic đi nhá. Đến từ nào thì các bạn có thể nhẩm theo từ đấy nè. Desk. Chair. Crayon. Pencil. Notebook. Listen and repeat. Desk. Chair. Crayon. Pencil. Notebook. Okay, listen again. Listening 27. Listen and chant. Crayon, pencil, notebook, desk, chair, notebook. Crayon, pencil, notebook, desk, chair, notebook. Okay.
move to new lesson. Rồi, cô mời cả lớp mở sách ra. Trang số 17. Okay, open the book page 17. Today we will learn lesson 2, grammar and song. Hôm nay chúng ta sẽ học về lesson 2 của unit 2 nhé. Trước hết chúng ta cùng nghe bài hát nè. Bạn Minh Chiết đó, chú ý vào lớp cho cô nào. Nguyên ơi, con mở cam lên đi. Listening 28. Listen and repeat. Thế là chúng ta cùng nghe audio. What's this? It's a desk. What's this? It's a desk. Listening 29. Okay. Listen and repeat. What's this? Okay, cả lớp đọc theo cô nào. What's this? What's this? What's this? What's this? Okay. Rồi bây giờ cô mời lần lượt từng bạn đọc cho cô nào. Cô mời bạn Minh Chiết trước nào. Yeah. Rồi. Yeah. Không, con đọc lại câu hỏi này cơ mà. Con đọc lại câu hỏi này cho cô nào. What's this? What's this? À, hôm nay chúng ta sẽ học một cấu trúc mới. Đấy là cách hỏi đồ vật. What's this? Tức là chúng ta sẽ hỏi là cái đồ vật này là gì? Rồi, sao số 17, sao số 18. Rồi, thế câu hỏi lại bạn Minh Chiết nhá. Để hỏi cái đồ vật này là gì, chúng ta hỏi như thế nào nhỉ? Ok, what's this? Can you read again? Chiết ơi, con đọc lại một lần nữa nào. Để hỏi cái này là cái gì, chúng ta hỏi như thế nào? What is it? Oh, good job. What is this? Là chúng ta đọc đầy đủ. Chúng ta có thể đọc rất gọn là what's this? Như trên màn hình cô đang share đây này. Rồi cô mời bạn Đình Nguyên đọc lại cái câu này cho cô nào. What is this? Okay, one more time. Con đọc lại một lần nữa nào. What
Nguyên ơi, con đọc lại một lần nữa cho cô nào. What is? Ok. Chúng mình cùng nghe câu trả lời này. It's a desk. It's a desk. Rồi cô mời bạn Minh Chiết đọc cho cô nào. Chiết ơi, con đâu rồi? Con đọc câu này cho cô nào. It's a desk. Oh, yeah. One more time. One more time. One more time là đọc, con đọc lại một lần nữa nhá. Nào con đọc đi nào, mất thời gian của các bạn. It's a desk. It's a. Ok, good job. Cô mời bạn Nguyên nào. It's a desk. Ok, good job. Chúng ta cùng nghe lại một lần nữa này. What's this? Desk. It's a desk. Okay. Number one, listen and repeat. Chúng ta đã lắng nghe và đã đọc lại từng mẫu câu rồi nhá. Bây giờ mình sẽ lắng nghe và hát theo cái bài này nhá. 29. Listening 29. Listen and sing. Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade, so I'll... Chair, desk, notebook, crayon, pencil. What's this? What's this? It's a pencil. What's this? It's a desk. What's this? It's a crayon. What's this? It's a chair. Chair, desk, notebook, crayon, pencil. What's this? What's this? Chair, chair, desk, notebook, crayon, pencil. What's this? Okay. Các bạn có muốn nghe lại một lần nữa không? Chiết ơi, con tập trung học bài nào. Ok, chúng ta cùng lắng nghe lại một lần nữa và cô sẽ mời các bạn đọc những cái từ trong bài hát cho cô nhé. Chúng ta sẽ không nhất thiết phải hát lại, nhưng chúng ta phải đọc được các cái từ đấy nhá. Ok. Chiết ơi, con nghe rõ chưa? Ok, chúng ta cùng nghe lại một lần nữa nào. What's this? It's a pencil. What's this? It's a desk. What's this? It's a crayon. What's this? It's a chair. Chair, desk, notebook, crayon, pencil. What's this? What's this? It's a pencil.
What's this? Rồi, ở bài hát lúc nãy thì chúng mình nghe được những từ gì nhỉ? Can anyone tell me what did you hear? Cô mời bạn Chiết nào. Chiết ơi, ở bài hát lúc nãy thì con đã nghe được những từ nào? Pencil. Ok, pencil. Any else? Còn từ khác không? Ok, good. Cô mời bạn Đình Nguyên nào. Ở bài hát lúc nãy thì con đã nghe những từ nào? Desk. Desk. Ok. What else? Poop. Con từ poop? No. Con mà nói về cái gì? Notebook. Ok, good job. And anything else? Con từ nào nữa không? Ok, chúng ta có từ chair. 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 Rồi các bạn có nhìn thấy mấy năm cái từ ở dưới màn hình của cô không nhỉ? Ok, rồi cô mời bạn Nguyên đọc lần lượt từng từ cho cô nào. Notebook. Ok. Pencil. Good job. Chair. 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 Ok. Chair. Desk. 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 Con chú ý nhé, con chú ý cái âm gió mà cô đọc này. Desk. Desk. Ok, good. Desk. Desk. Ok, còn một từ nữa. Notebook. Notebook, rồi. Notebook. Còn từ gì gần cuối nhỉ? Pencil. Ok, pencil. Trước từ pencil. Con đọc lên cô nghe nào, sai thì cô sửa phát âm cho con nào. Chúng mình đọc là gì nhỉ? Crayon. 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 One more time. Crayon. Crayon. Ok, good. Rồi, cô mời bạn Minh Chiết nào. Chiết ơi. Con có thấy những cái từ ở dưới màn hình của cô không? Rồi, bây giờ cô mời con đọc lần lượt cho cô nhá. Đầu tiên là từ gì ấy nhỉ? Có
con đọc to thành tiếng cho cô nào. Cô không nghe rõ lắm ý. Wow. Ok, rồi bây giờ cô mời các bạn chú ý lên màn hình nào. Ok. Rồi cô mời bạn Minh Chiết nào. Bạn Minh Chiết đọc lần lượt từng từ này cho cô nghe nào. Number one. Number one. One there. Okay, number two. One, two, three, four. No, chúng ta đọc là gì đây Chiết nhỉ? Nào, cô mời bạn Minh Chiết đọc không đánh vần nhá. Number two. Chúng ta đọc là gì đây? Chair. Chair. Number three. Chair. No, con nhìn lên màn hình nào, con có thấy màn hình đấy không? Con có thấy 5 cái từ mà cô vừa viết đây không? Có, không có được vui. Rồi bây giờ cô mời bạn Minh Chiết đọc cho cô nào. Đây là 5 từ mà chúng ta vừa nghe được ở bài hát lúc nãy. One. No. Share. Từ số 3 là chúng mình đọc như nào nhỉ? Crayon. Ok. Number 4. Notebook. Number 5. Chiết ơi, con tập trung học bài cho cô nào. Chúng ta đọc là gì nhỉ? Number 5, chúng ta đọc là pencil. Crayon. Ok, crayon number 3. Đây con phải nhìn theo thứ tự cô viết đây chứ. Số 5 là từ gì đây? Ok, good. Cô nhắc lại bạn Minh Chiết một lần nữa nhé. Con chú ý tập trung cho cô này. Còn không thì cô sẽ không gọi con trả lời nữa. Đỡ mất thời gian của lớp này. Ok. Ở bài hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi đồ vật. Chúng ta sẽ, khi muốn hỏi về một đồ vật ấy, chúng ta sẽ nói là what's this? Còn cách trả lời, chúng ta sẽ nói là it's a. Ví dụ, đó là một cái bàn, chúng ta sẽ nói là it's a desk. Nếu mà đấy là một cuốn vở, thì chúng ta sẽ nói là it's a notebook.
is a notebook. Nếu mà muốn nói đó là một cái bút chì thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Các bạn đã biết không? Chúng ta sẽ nói là It's a pencil. Okay, good job. It's a pencil. Nếu mà chúng ta muốn nói đấy là đấy là gì nhỉ? Đấy là một cái bút máu. Bút màu thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? It's a crayon. Các bạn đã hiểu chưa? Do you understand? Rồi, cô mời bạn Đình Nguyên nhắc lại cho cô nhé. Để hỏi cái đồ vật này là gì, chúng ta sẽ hỏi như thế nào Nguyên nhỉ? What is? À, đúng rồi, chúng ta sẽ nói là what's this? Con đọc lại nào. What this? What this? One more time. What this? Okay. Rồi trả lời chúng ta sẽ nói là gì? Đó là một cái bàn, chúng ta nói là như nào nhỉ? A desk. It's a desk. It's a desk. Okay, good. Còn đọc câu tiếp theo cho cô nào. It's a notebook. Okay, con đọc cả câu nào. It's a notebook. Good. Tiếp theo. It's a pencil. Good. Tiếp theo. It's a crayon. 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 Nào, con đọc lại nào. Crayon. 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 Cray. Không, không phải mỗi cray mà là crayon. Crayon. One more time. Crayon. Cray. On nữa mà. Crayon. Crayon. Okay, good. Crayon. Crayon. Okay, good. Cô mời bạn Minh Triết nào. Rồi, cô mời bạn Minh Triết để hỏi cái đồ vật này là gì, chúng ta sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Ok. Rồi, cô mời bạn Đình Nguyên tắt mic ra nào. Đúng rồi, chúng ta sẽ hỏi là what's this? Con đọc lại nào. Chiết ơi, read again. Yeah. What's this? Bạn chết đọc bài cho cô nào. Con nhìn lên màn hình của cô này. Chết đọc lại câu hỏi này cho cô nào. Chúng ta đọc là what's this?
Bạn chết có nghe cô nói không nhỉ? Cô hỏi lại bạn Minh Chết một lần nữa nhá. Để hỏi đồ vật này là gì, chúng ta sẽ hỏi như thế nào nhỉ? Em mong người cho. Hồi lẹo đi. Chết tiền lâu hả cả? Chết tiền của lâu hả kia? Chết ơi, con đọc lại câu hỏi này cho cô nào. What's this? What's this? Rồi. What's this này là gì nhỉ? À, là chúng ta hỏi về đồ vật đúng không? Rồi, cái đồ vật này là gì? Thế trả lời chúng ta sẽ nói là như thế nào? Nếu đấy là một cái bàn. Nếu đấy là một cái bàn học, chúng ta sẽ nói là it's a desk. Chiết đọc lại cho cô nào. It's a desk. Chết ơi, con không nghe rõ cô nói hay là con không hiểu bài? Cô đang hỏi con, cô đọc lại theo cô chưa? Đọc. Chết. Ok. Câu tiếp theo. It's a notebook. It's a notebook. Ok, next one. Câu tiếp theo. It's a pencil, not chair. It's a pencil. Ok, the last one. Câu cuối cùng là gì nhỉ? Chair. No, not chair. Con có thấy màn hình con đang share đây không? Con có viết từ chair nào đâu nhỉ? It's a... It's a crayon. Ok. À, cô hiểu vấn đề của bạn Minh Chiết ở đây rồi nhá. Tức là bạn nhìn hình thì bạn có thể biết được từ đấy là từ gì, nhưng mà nhìn cách đọc, nhìn cái cách viết lại không biết đọc cái từ đấy đúng không? Ok. Move to tag 3. Bây giờ chúng ta sẽ nối và đọc nhá. Ok, cô sẽ mời bạn Nguyên nào. Đầu tiên là bạn... Chúng ta có bạn Tim đúng không? Okay. Bạn Tim sẽ hỏi bạn Rosie. What is this? Và cô sẽ nối này, bạn Đinh Nguyên đọc cho cô. What is this? Ok. Cái này là Nguyên ơi. Dạ. Can you answer the question? Cô vừa hỏi là what is this? Và cô đã nối vào cái này thì con trả lời đây là gì? What is a... Các con có thấy màn hình cô đang share không? Cô share. Ok.
It's a gì đây con nhỉ? It's a pencil. No, not pencil. Đây, cô đang chỉ vào cái này cơ mà. Cái này cơ mà. Con thấy mũi tên cô vừa vẽ không? What is a? Ok, cô hỏi là what's this? Con sẽ trả lời là it's a. It's a desk. It's a desk. Bạn Nguyên đọc lại cho cô nào. Desk. It's a desk. Okay, good. It's a fence. Rồi, để bây giờ cô sẽ nối cái hình thứ hai nhá. Tiếp theo nè. Nothing to. What is this? What's this? It's a. It's a day. No. Con có thấy cái gì không? Cái này là cái gì đây nhỉ? Cái này là. Đây là pencil. Pencil. Cái bút. Okay, it's a pencil. It's a pencil. It's a pencil. So, what is this? Cô đang khoanh tròn đây là cái gì? Tiếp tục bạn Nguyên nào. Nguyên ơi. Cái này là cái gì nhỉ? A chair. A chair. No, it's a chair. It's a chair. It's a chair. It's a chair. Rồi. Tiếp theo nhá. What's this? Notebook. Con trả lời đầy đủ nào. It's. It's notebook. It's a. It's a notebook. Okay, good. The last one. Cô mời bạn Minh Chiết nào. What's this? Cái cô đang khoanh tròn đây này. What's this? Chết ơi, what's this? Cô đang khoanh tròn đây nè. Bút gì? Không, cái này là cái bút màu hay sao mà, đúng không nhỉ? Cái này là cây bút màu vàng mà. Chúng ta sẽ nói là it's a. It's a crayon. Ok, good, crayon. Yeah. Read again. Crayon. Crayon. Okay. Đấy thì các bạn nhớ nhá. Bài hôm nay chúng ta học cách hỏi này. Hỏi đồ vật là gì này, chúng ta sẽ hỏi là what this? Okay, move to lesson 3. Hôm nay chúng ta sẽ học về letter E. Sounds E. E.
Trước hết chúng ta sẽ nghe người ta đọc mẫu về cái âm này nhá. On pencil, what's this? What's this? On, what's this? Sit the chair. Chair, desk, notebook, crayon. Letter E. F. Egg. Rồi, cả lớp tắt mic cho cô nè. Elephant. Listen and repeat. Letter E. Egg. Elephant. Listening 31. Okay. Hôm nay chúng ta sẽ học về letter E, chữ cái E. Chúng ta đọc là E. Okay. Cô nhắc lại một lần nữa nha. Hôm nay chúng ta sẽ học về letter E. Đọc là E. Bức tranh thứ nhất nè. E. Egg. E. Elephant. Rồi. Cô mời một bạn đọc theo cô nào. E. Egg. Cô mời bạn chiết nào. E. Egg. Chết ơi, con mở mic lên đi. Ơ, bạn bạn chết có nghe cô nói không nhỉ? Ok, cô mời bạn chết đọc bài nào. E, egg. E, egg. E, elephant. E, elephant. Ok, chữ cái này chúng ta đọc là rồi, chúng ta tập trung nào. Hôm nay chúng ta sẽ học về letter E và đọc là E. Rồi cô mời bạn Minh Chiết đọc lại lần lượt hai bức tranh này cho cô nào. E, egg. Chết ơi. Dạ. Con đọc lại hai bức tranh này cho cô nào. Hôm nay bạn Minh Chiết học không tập trung cho lắm nhá. E, egg. E, egg. Tiếp theo. E, elephant. E, elephant. Ok. Cô mời bạn Đình Nguyên nào. E. Letter E. Letter E. E. Egg. E. Egg. E. Elephant. E. Elephant. One more time. Elephant. Elephant. Okay, good. One more time. Elephant. Elephant. Good. Rồi các bạn nhớ nhá, hôm nay chúng ta học về chữ E và cách đọc là âm E.
Rồi, cô mời bạn Nguyên nào. What's this? Chúng ta đọc là gì Nguyên nhỉ? Nguyên ơi, can you hear me? Con có nghe cô không? Con nghe rõ cô nói không? Ok. Cái này chúng ta đọc là gì nhỉ? Egg. 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 No egg. Chúng ta đọc là egg. Egg. Ok, egg. Tiếp theo, next one. It's a bear. Elephant. Elephant. Okay, one more time. Elephant. Elephant. Good. Rồi, cô mời bạn Minh Chiết nào. Cô mời bạn Minh Chiết đọc bức tranh trên màn hình cho cô. Chiết ơi, what's this? Bạn Minh Chiết có nghe rõ cô nói không nhỉ? Chết ơi, con có nghe rõ cô nói không? Rồi, cô mời bạn Minh Chiết đọc bức tranh trên màn hình cho cô nào. Elephant. Nào, con đọc lại nào. Elephant. Elephant. One more time. Elephant. One more time. Elephant. Okay, good. What's this? Cái này chúng ta đọc là gì nhỉ? Chết ơi. Cái này đọc là gì nhỉ? Egg. Egg. One more time. Egg. Lúc nào cô nói là one more time, tức là con sẽ phải đọc lại một lần nữa đấy nhá. Chứ con không cần phải lặp lại theo cô. Ok. Rồi các bạn nhìn lên màn hình và đọc lại một lần nữa này. E, egg. E, egg. E, elephant. E, elephant. Yeah. E, elephant. Lesson 4. 1, 2, 4, 5, 6, 7, dài lô còn kìa. Nào bạn Minh Chiết tập trung nào. Hôm nay chúng ta sẽ học về number 5 and number 6. Trước hết chúng ta sẽ nghe cách đọc của hai từ này nè. The elephant has an egg. Cô mời tất cả các bạn tắt mic cho cô nha. Ellie the elephant
has an egg. E, e, e. E, e, e. Listening 32. Listen, point, and repeat. Five. Six. Listening 33. Point and sing. Explore the site with me. I'm in first grade. One, two, three, four, five. Little crayons. One, two, three. Okay. Rồi cô mời cả lớp đọc theo cô nào. Five. Sorry. Five. Five. Six. 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 Five là số mấy các bạn nhỉ? Số 5. Okay, good. Six. Listen, 33. Six là số mấy? Số 6. Okay, good. Six. Chúng ta cùng nghe lại các bạn làm một lần nữa nha. Point and sing. Point and repeat. Five. Five. Lớp đọc theo cô nào. Five. Five. Okay. Six. 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 Okay. Cô không nghe bạn Minh Chiết đọc bài nhỉ? List 33. Point.
Ok, vậy là từ trước đến giờ chúng ta đã học được những con số nào rồi nhỉ? Số 1, số 2, số 3, số 4. Ok, rồi, can you say in English? Con có thể đếm bằng tiếng Anh được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, cô mời các bạn chú ý lên màn hình nè. Ok. Cô mời bạn Minh Chiết trước nào. Bạn Minh Chiết đọc lần lượt từng con số này cho cô nào. 7 rồi đến gì đây nhỉ? Ok. Tiếp theo. 9. Lie. Not lie. 9. 10. Pen. Ok, good. Bạn Minh Chiết đã biết cách đếm từ số 1 đến số 10 rồi đấy. Con có thể đọc lại một lần nữa được không? 1 cho cô và các bạn nghe nào. 1. Ok, cô mời bạn Nguyên nào. Cô mời bạn Nguyên đọc lần lượt từng số từ số 1 đến số 10 cho cô và các bạn nghe nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con đọc từ từ nào, đọc từng số 1 nhá. 1, 2, 3, 5. No, 3 cho đến. Số mấy đây con? 4, 4. Chúng ta đọc là gì nhỉ? 4. Ok, next one. 5. Ok. 6. 6. Tiếp theo. 7. Ok, 7. Next number. 8. Okay, next one. 9. Okay, good. And the last one. 10. Good job. Rồi, tiếp theo đến bảng chữ cái. Từ trước đến giờ chúng ta đã học được những letter nào rồi nhỉ? Cô mời bạn Nguyên nào. Chúng ta đã học được letter I. A, ok. Tiếp theo. Letter B. B, ok. Letter C. Ok. Letter D. Ok, next. Letter E. Ok, E. Hôm nay chúng ta học letter E đúng không? Yeah. Good. Tiếp theo con có thể đọc được không? Ok, không sao. Đây là letter F. Hôm sau chúng ta sẽ học với letter F trở đi nhá. Vậy con có thể đánh vần từ này cho cô được không?
dựa vào các cái từ mà chúng ta đã học. Đây, con đánh vần từ này cho cô nào. Bây giờ mình biết làm từ nào. Từ này chúng ta đọc là gì nhỉ? Car. Ok, car. Rồi cô mời bạn bạn Nguyên đánh vần cho cô nào. Khi đánh vần là chúng ta sẽ đọc từng chữ cái một. Chúng ta đã học được những chữ nào rồi nhỉ? C. C. Tiếp theo A. Ok, good. Tiếp theo là A. A. Chữ giờ này chúng ta đọc A nhé. Ok, so this word we will spell C-A-R. Car. Tương tự, từ này chúng ta sẽ đọc là? Car. Ok, can you spell it? Khi cô hỏi can you spell it là con có thể đánh vần nó được không? Thì con đánh vần từng chữ cái một cho cô nhé. C-A-R. T. T. Chữ T. Ok, chúng ta sẽ học theo. Good job. Bạn Đình Nguyên rất là hiểu bài nhá. Mà hôm nay bạn Đình Nguyên rất là tập trung này. Còn bạn Minh Chiết thì chả tập trung xíu nào cả. Bạn Minh Chiết ơi, cô mời bạn Chiết đọc những cái letter này cho cô nào. Chiết ơi. Bạn Minh Chiết không tập trung học bài, cô sẽ khóa mic của bạn Minh Chiết và không cho bạn Minh Chiết nói nữa nhé. Từ đầu buổi đến giờ là cô đã nhắc rất là nhiều rồi đấy. Cô gọi thì không đọc bài này. Lúc cô không gọi thì mở mic nói chuyện riêng này. Bạn Minh Chiết có để ý nãy giờ cô và bạn Nguyên làm cái gì không? Nãy giờ là bạn Nguyên đang đọc các cái chữ cái mà từ trước đến giờ chúng ta đã học đúng không? Thì từ trước đến giờ chúng ta đã học được 5 letters. Chúng ta đã học được 5 chữ cái. Cô bôi đen ở đây này. Thì bây giờ cô mời bạn Minh Chiết đọc lần lượt từng từ cho cô nào. A. No, chúng ta đọc bằng tiếng Anh. A. A, A, E, C, E. Rồi đúng rồi, con đọc từ từ cho cô nhá. Lần lượt từng từ một này. A, E, C, E. A. A. Tiếp theo. E. E đâu mà E? Từ này từ gì nhỉ? Letter. Letter B. Letter B. Ok. Letter. Letter gì đây bạn Minh Chiết nhỉ? C đúng không? Vâng. Chúng ta đang học bảng chữ cái tiếng Anh nhá. Chúng ta không đọc A, B, C. Ok. Chúng ta sẽ đọc là A, B. A, B. C. C. Tiếp theo nè. D. B. Hôm nay chúng ta học về letter E đúng không? Ờ, no. Chiết đọc lại cho cô nào. E. Can. Chiết. Con đổ không biết vẽ đâu.
Move to task 3. Rồi cô mời bạn chết tắt mic cho cô nào. Chúng ta cùng sang task 3 nhá. Follow and count. Rồi các bạn sẽ để ý này, có bao nhiêu quyển vở hoặc là cái ghế. Trước hết là chúng ta có cái này chúng ta đọc là gì nhỉ? Notebook. Ok, notebook. Chúng mình cùng đếm nhá. Có how many notebook are there? Có bao nhiêu quyển vở nhá? 1, 2, 3. Ok, câu mời bạn Đinh Nguyên à. How many notebook are there? Có bao nhiêu quyển vở đây nhỉ? 3 notebook. Oh no, 3, 4. Cả bên này nữa mà Nguyên. 5, 6. So, the total có bao nhiêu cuốn vở nhỉ? 6 notebook. Ok, good job. Tiếp theo này, what's this? Đây là cái gì đây bạn Nguyên? Chair. Ok, good, chair. So, how many chairs are there? Có bao nhiêu cái ghế đây nhỉ? Dọc cái hàng này luôn. Có bao nhiêu cái ghế đây? 5 chairs. Ok, good job. Bạn Nguyên học bài rất là tập trung nhé. Very good. Tell, circle and say. Ok. Move to task 4. Chúng ta cùng đếm này, quanh tròn và đọc cái từ đấy lên. Ok. Thứ nhất, what's this? Chúng ta có cái gì đây? Notebook. Notebook, okay. Next one, what's this? Đây là cái gì nhỉ? Crayon. Okay, good. Crayon. Next one, what's this? Pencil. Okay, pencil. Ủa sao bây giờ bạn Nguyên nhớ bài như thế mà lúc đầu buổi cô hỏi bạn Nguyên chả trả lời nhỉ? Okay, so how many notebook are there? Có bao nhiêu cuốn vở ở đây nhỉ? Let's count. Mình cùng đếm nào. 1, 2, 3, 4. So how many notebook are there? Có bao nhiêu cuốn vở ở đây Nguyên? 5 notebook. 5? Really? 5? 5 notebook. No, not 5. Let's count again. Chúng ta cùng đếm lại nhé. 5 là số mấy con? Số 5. 5 là số 5. Nhưng mà chúng mình có mấy quyển vở ở đây nhỉ? Vậy chúng ta có mấy cuốn vở ở đây? 4. À đúng rồi, 4 chúng ta đọc là 5 notebook. No, 4 chúng ta đọc là 4. 4. 4 notebook. 4 notebook. Ok, next one. Crayon. Chúng ta cùng đếm crayon nhá. Con thích này. Đấy cho nó cần. Ok, crayon này. 5, 6. Crayon. 1 này. 2 này. 3. 4. 5. So, how many crayon are there? Có bao nhiêu cái bút màu đây nhỉ? À, đây nữa. So how many? Gray.
Six. Oh, good job. Six crayons. So, what about pencil? Bút chì thì sao nhỉ? How many pencils are there? One pencil. Okay, good job. One pencil. Chúng ta chỉ có một cái bút chì thôi, đúng không? Yeah. Good. Vậy tổng kết bài học hôm nay chúng ta đã học được những gì nào? Cô mời bạn Đình Nguyên nhắc lại nội dung bài học hôm nay nào. Chúng ta đã học được những cái gì nhỉ? Học. Trả lời. Ừ đúng rồi, hỏi và trả lời. Hỏi cách hỏi đồ vật là gì thì chúng ta hỏi là gì nhỉ? Hỏi đồ vật. Ừ đúng rồi, ví dụ muốn hỏi cô muốn hỏi cái này là cái gì đi. Con có thấy màn hình của cô không? À con không thấy à. Đây, con thấy cô cầm cái gì đấy không? Không nhìn rõ à? Dạ. Ồ, con không nhìn rõ. Ok, thế muốn hỏi, ngày hôm nay chúng ta học về cấu trúc hỏi về đồ vật nhá. Thì chúng ta sẽ hỏi là what's this? Và cách trả lời chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Is a. It a. Đúng rồi. Ví dụ là một cái bút chì chúng ta sẽ nói là is a pencil. It a pencil. Rồi nội dung thứ hai chúng ta học là gì nhỉ? E. Nội dung thứ hai đúng rồi, nội dung thứ hai chúng ta học về letter E. Đây, nội dung thứ hai chúng ta học về letter E đúng không? Dạ. Ok, chúng ta có hai từ mới đấy là egg và elephant. Elephant. Ok. Và nội dung thứ ba hôm nay chúng ta học đấy là number 5 and number 6. Ok, good job. Đấy, đấy là nội dung của bài hôm nay chúng ta học nhá. Bạn Minh Chiết đã nắm được chưa? Đang chơi. Rồi, thế bạn Minh Chiết nhắc lại cho cô được không? Hôm nay chúng ta đã học được những gì? Ok, đúng rồi. Hôm nay chúng ta học về chữ cái E. Và hai bức tranh này đọc là gì nhỉ? Hai bức tranh này chúng ta đọc là egg và elephant. Rồi ok, hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhá. Hôm nay cô rất tuyên dương tinh thần học bài của bạn Nguyên à. Bạn Nguyên học rất là tập trung và rất là hiểu bài. Còn bạn Chiết hôm nay cô không hiểu vì lý do gì, nhưng mà bạn Chiết rất là mất tập trung nhá. Và không để ý bài giảng này. Cô gọi cũng không trả lời này. Rồi thì về nhà các con... Về nhà các bạn làm bài tập ở trang số 16 cho cô nhá. Cô hướng dẫn luôn này. Ok, về chúng mình sẽ làm lesson 1. Chúng ta sẽ nối nhá. Ví dụ đây là số 1, chúng ta sẽ nối về D. Đây là pencil đúng không? Vâng. Ok, về nhà mình vừa nối và mình vừa đọc nhá. It's a pencil. Tiếp theo.
Ví dụ ở bài số 2, bức tranh này chúng ta sẽ nối về cái nào nhỉ? Chúng ta nối với C đúng không? Ok, tương tự như thế về các bạn làm nốt những cái bài còn lại cho cô nhé. Nguyên ơi, con đã nắm được bài tập về nhà chưa? Bạn Nguyên có sách bài tập về nhà chưa? Dạ. Con có sách bài tập chưa? Dạ có. Ừ đúng rồi, thế con về mở sách ra trang số 16 nhá. Cô có làm rồi. Con làm rồi á, ok. Dạ. Ok, con làm rồi thì bây giờ con về nhà con nhìn lại và con sẽ nối và đọc lại một lần nữa nhá. Dạ. Hôm nay chúng ta học về letter E. Thì các bạn về nhà sẽ làm ở trang số 18 cho cô này. Ok. Về chúng ta sẽ học cách viết lại của letter E. Đấy, bằng cách tô lại đây này. Mỗi lần tô như này là chúng mình cùng đọc lại luôn nhá. Letter E. Đấy. Ok, task 4. Các bạn để ý cái bài số 4 này. Cái bài số 4 này là âm E chúng ta sẽ nối với elephant. Và E một cái nữa chúng ta sẽ nối với cái nào nhỉ? Ok, egg đúng không nào? E elephant. Rồi bạn Đình Nguyên về nhà chưa, quay lại cái video hôm trước thì về làm bổ sung cho cô nhá. Ok, con sẽ nói là hello teacher, my name is Đình Nguyên. My ok. Tiếp theo là gì nhỉ? My class. My class. One. Ok, good job. 1v1. Ok. Rồi. Các con nhớ là quay video đầy đủ thì cô mới sửa được phát âm cho các con nhá. Ok. I think it's enough for today. Bài học hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhá. Ok. Bye class. Goodbye. See you on Thursday. Bye, class. Okay. Have a good night. Bye.